Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết đã sắp đến rồi và trong ngày Tết thì chị em phụ nữ của chúng ta bận rộn với rất là nhiều những cái công việc và thậm chí là đôi lúc còn hơi kiệt sức. Vậy làm sao để chúng ta có thể có những cái diện mạo thật tốt, có một mái tóc thật đẹp, tuy nhiên là thời gian chăm sóc lại không có nhiều và không thể ra salon, thì đó chính là những cái gợi ý của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và Hải Ninh xin được giới thiệu hai vị khách mời tham dự chương trình và đưa ra những lời khuyên cho quý vị và các bạn. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và như vừa rồi thì Hải Ninh có nói là làm sao để các chị em phụ nữ có được một cái mái tóc đẹp, một mái tóc được tạo kiểu mặc dù không thể ra salon. Xin được lời khuyên của chuyên gia Tuấn Anh ạ. Vâng, thì với cái câu hỏi này thì nó sẽ là một cái câu hỏi bao trùm rất là nhiều các vấn đề. Thì với cái việc đó là chúng ta nói về cái dinh dưỡng cho mái tóc thì nó là từ cả bên trong, cả bên ngoài. Thế ví dụ như là chúng ta sẽ cần phải đảm bảo yếu tố đó là về cái dinh dưỡng là ăn ngủ nghỉ và của chúng ta nó phải điều độ tốt thì cái mái tóc của chúng ta nó phản ánh đến cái sức khỏe của chúng ta. Tất nhiên thì đấy là cái yếu tố, nếu ví dụ như chúng ta là những người mà mình không có làm những công việc phải liên quan đến việc là thay đổi màu tóc liên tục, hoặc là như chúng tôi cũng làm việc với diễn viên, ca sĩ hoặc người mẫu, thì cái công việc của người ta thì hàng ngày, hoặc là ví dụ như Hải Ninh chẳng hạn, thì khi chúng ta quay phim hay nào lên hình thì chúng ta sẽ thường hay phải tạo kiểu nhiều. Thì khi cái ví dụ như là nhiệt độ do máy uốn hay máy sấy thì nó sẽ làm cho cái tóc của chúng ta nó bị bào mòn đi cái lớp biểu bì bên ngoài, cộng với đó là nó làm khô cái tóc đi, mất nước. Vậy nên là khi chúng ta cần phải bổ sung là gì, đó là những cái protein tổng hợp cho mái tóc cộng với những cái collagen, nó tóc và da nó giống như nhau, thì nó chính nó là những cái phần mà chúng ta sẽ cần phải bổ sung, và nó là chất đạm cũng như là các cái protein, cái collagen cho tóc thì làm cho cái tóc được khỏe trở lại. Xin được hỏi chuyên gia Tiến Đạt là với một cái mái tóc để mà có thể dễ dàng tạo kiểu thì chắc chắn là phải khỏe và bóng đúng không ạ? Vậy làm sao chị em phụ nữ có thể có được một cái mái tóc bóng khỏe với một khoảng thời gian không nhiều dành cho mình trong những ngày Tết đó? Thì ở đây chúng tôi sẽ nêu ra một chút rằng là ví dụ như chúng ta có thể là với cái mái tóc xoăn, nhưng mái tóc dài, chúng ta có thể tiến hành là sau khi chúng ta gội xong, chúng ta nên tiến hành là dùng một chút cái dầu hấp và chúng ta sẽ bôi lên trên phần tóc của chúng ta, ở phần ngọn và phần thân tóc. Sau đó chúng ta sẽ có thể là cuốn khăn vào, chúng ta ủ khoảng từ 15 đến 20 phút. Ở trong lúc đó chúng ta có thể làm những cái công việc nội trợ ở tại nhà của mình. Và sau khi chúng ta quay trở lại, chúng ta hết thời gian, chúng ta sẽ canh thời gian và chúng ta sẽ tiến hành là xả cái phần tóc đó đi. Sau khi làm xong phần đó, chúng ta sẽ nên là các chị em phụ nữ nên tiến hành là xả sạch bằng nước và không nên dùng dầu gội. Sau đó cuối cùng là chúng ta sẽ nên sử dụng cái dầu xả để chúng ta áp dụng lên trên phần tóc của mình. Tại sao lại phải dùng hấp và dùng xả như vậy? Vì khi mà chúng ta dùng hấp thì nó sẽ tăng được cái lượng dưỡng, cái lượng protein đạm trong cái mái tóc của chúng ta lên. Và sau khi mà chúng ta tiến hành là đưa tất cả những cái dưỡng đó vào trong tóc thì chúng ta nên tiến hành là sử dụng một cái chất để chúng ta sẽ đóng biểu bì và giữ lại cái phần chất đó, đó chính là cái dầu xả. Thì chúng ta nên sử dụng là gì ạ? Gội xả hấp làm sao cho nó thật là kết hợp với nhau để tạo ra được một mái tóc vô cùng là đẹp và giữ được cái độ chắc khỏe cho mái tóc của mình ở tại nhà. Một trong những cái yếu tố để làm sao có thể dễ dàng tạo kiểu đó chính là mái tóc bóng đẹp. Và chúng ta đã có rất là nhiều những cái gợi ý để làm sao chúng ta có thể có được mái tóc bóng đẹp ở nhà rồi. Vậy thì còn vấn đề tạo kiểu thì sao ạ? Xin được hỏi chuyên gia Tuấn Anh ạ. Ở nhà nếu mà chúng ta muốn chăm sóc một cái mái tóc xoăn đã uốn rồi thì rất là đơn giản là chúng ta chỉ cần lau ráo và sấy nhẹ để độ ẩm khoảng 30%. Sau đó thì chúng ta sẽ quận tròn lên và chúng ta sẽ dùng cái kẹp bàn cua chúng ta cố định lại. Đến khi nào tóc chúng ta khô hoàn toàn và cũng như là để khoảng 15-20 phút thì chúng ta sẽ tháo cái kẹp ra, thì chúng ta đã có một mái tóc bồng bềnh và không cần sử dụng đến nhiệt độ, không phải máy móc gì cả. Hoặc là bình thường nếu chúng ta cảm thấy mái tóc xõa, chúng ta vướng thì chúng ta cũng có thể kẹp cao lên thì cũng là một cái vật để trang trí, cũng như là nó sẽ không vướng trong cái công việc hàng ngày của chúng ta. Và khi một cái mái tóc xoăn kết hợp với bộ áo dài thì nó rất là đẹp. Với những cái mái tóc dài và xoăn sẽ là một cái sự lựa chọn tốt cũng như dễ dàng để có thể tạo kiểu. Còn với mái tóc mà ngắn hoặc là những cái kiểu đầu cá tính một chút thì sao ạ, thưa chuyên gia Tiến Đạt? Và đặc biệt là khi với những cái mái tóc ngắn, ví dụ cụ thể như là những mái tóc búp hoặc những mái tóc tém, thì khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta sấy tóc ở nhà. Cái việc sấy tóc rất quan trọng để làm sao chúng ta tạo ra được cái sóng hoặc là tạo ra được cái nếp tóc cho cái mái tóc của mình. Thì với những cái việc đó chúng ta nên là gì ạ? Trước khi chúng ta sấy để chống nhiệt thì tôi khuyên chúng ta nên dùng một số các sản phẩm có thể là chống nhiệt. Hoặc nếu không có thì đơn cử chúng ta có thể dùng một cái chất rất đơn giản mà chúng ta sẽ hay có ở nhà, đó là tinh dầu. Chúng ta sẽ bôi tinh dầu dưỡng lúc tóc ẩm
cho mái tóc của mình. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là sấy tạo kiểu. Nếu mà sấy chúng ta không quen sấy bằng, có thể chúng ta không có lô hoặc không có kẹp, thì chúng ta có thể là sấy tất cả hướng tóc ra phần phía trước, để làm sao mà khi sấy xong cái tóc nó sẽ ôm vào khuôn mặt của mình, để tạo ra được cái độ ôm vừa phải. Và sau khi chúng ta sấy xong, dùng cái tinh dầu lúc ướt đó xong, thì tiếp tục khi chúng ta sấy khô xong, chúng ta sẽ nên lấy một chút tinh dầu nhẹ, hoặc với những cái mái tóc xoăn xù nhiều thì chúng ta có thể là tiến hành sử dụng cái gel tạo kiểu pha lẫn với tinh dầu, để chúng ta sẽ bôi lên và nó tạo độ ẩm cũng như là giữ được cái nếp tóc cho mái tóc của mình. Một cái mái tóc mà để có thể dễ dàng tạo kiểu thì cái điều quan trọng nhất đó chính là cái việc chăm sóc dinh dưỡng. Và ngoài cái câu chuyện là chúng ta cần phải sử dụng những cái loại hóa chất hoặc là những cái loại dầu gội, thì cái việc mà chăm sóc cơ thể cũng là cái điều mà hết sức là cần thiết, đúng không ạ? Giống như tôi có chia sẻ trong cái số trước về chúng trên chương trình của chúng ta, thì tôi vẫn luôn luôn nói là chúng ta hạn chế nhất đó là về mình sử dụng đến nhiệt độ, nghĩa là mình không nên dùng quá, lạm dụng quá nhiều quá về máy sấy, máy kẹp, máy làm. Thì việc đó thì nếu mà chúng ta ví dụ như chúng ta không dùng những cái dụng cụ làm tóc thì sao? Thì ví dụ như cái kẹp càng cua hoàn toàn nó chỉ là một cái dạng kẹp để cố định. Và bây giờ đến hiện nay thì chúng tôi cũng chia sẻ rất nhiều cái cách để chăm sóc một tạo kiểu ở nhà, và cũng như là tạo kiểu mà không dùng đến nhiệt độ. Ví dụ như chúng ta sẽ có những cái lô, một cái lô hồng người ta bán ở trên mạng rất là nhiều, hoặc là một cái lô cái kẹp tạo phồng, thì tất cả những cái đấy nó sẽ không cần phải dùng đến nhiệt độ mà hoàn toàn tạo kiểu rất đơn giản. Ví dụ mình muốn một cái máy phồng này, hoặc là một cái kiểu tóc bốp mà chúng ta muốn ôm vào, chúng ta chỉ cần cuộn hai cái lô hai bên, ngủ một giấc dậy xong là đẹp. Và tất nhiên khi chúng ta gội thì chúng ta phải chọn lựa là tóc chúng ta là trường hợp tóc như thế nào. Ví dụ tóc xoăn chúng ta sẽ có dầu gội cho tóc xoăn, chúng ta tóc màu thì chúng ta sẽ có dầu gội cho tóc màu, và chúng ta tóc khô da đầu nhạy cảm thì nó sẽ có tóc khô và da đầu nhạy cảm riêng. Thì chúng ta nên chọn lựa, tại vì trên mỗi bao bì một sản phẩm nó đều có cái phần hướng dẫn, đó là sản phẩm này dành cho như thế nào. Vì nếu chúng ta chọn lựa đúng được điều đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta, đó là đúng cái bệnh của mình thì mình sẽ chuẩn hơn là mình gọi là chỉ nghe là ra salon người ta tư vấn là mình mua cái này mua cái này, nhưng mà chúng ta không biết là tóc này chúng ta là tóc uốn thì không nên dùng dầu gội tóc xoăn, tóc màu thì nó sẽ không có tính hiệu quả. Vậy thì để một trong những cái kiến thức cần thiết để làm sao chúng ta có thể chăm sóc mái tóc của mình, đó chính là chúng ta phải hiểu rõ mái tóc của mình để chúng ta có thể lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp, giống như là chúng ta phải chữa đúng bệnh, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn hai chuyên gia rất là nhiều, Hải Ninh cũng như là khán giả xem truyền hình đã có rất nhiều những cái thông tin bổ ích để làm sao chúng ta có thể dễ dàng chăm sóc mái tóc cũng như là chăm sóc một cách đúng, để có thể có được một cái mái tóc bóng mượt cũng như là những cái kiểu dáng bồng bềnh phù hợp với cả những cái bộ trang phục của ngày Tết ạ. Xin cảm ơn hai chuyên gia.